Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Qua trận chiến với Tứ Hoàng Kaido Bách Thú trên đỉnh Sọ, ta đã thấy Thánh Oda búp cực mạnh cho con đẻ và đặc biệt là con cưng, với Haki Báo Vương chém thoát người sinh vật mạnh nhất thế giới. Đáp lại sự tị nạnh của người mà ai cũng biết là ai đó, Oda lạnh lùng hỏi: "Thế giờ mày thích tao búp cho chúng nó hay thêm cái time skip nữa?" Vậy là anh chàng cam phận làm con ghẻ, lù vào rổ càng mạnh, One Piece sẽ càng nhanh đi đến hồi kết, kiếp tấu hai của anh cũng sẽ chóng qua đi. Nói vậy thôi, chứ anh tôi cũng là đôi cánh của vua hải tặc đấy. Đúng hơn thì tới Aquano, tôi thấy Luffy đã xứng đáng hơn với danh hiệu ngũ hoàng mà Liều Báo Morgan phong tặng, hoàn toàn không phải overrate. Cậu đã không còn gục sau một chi nữa, ngay cả đòn phải nói là kinh khủng hơn cả Lôi Ô Bát Khoái, đánh trực diện cũng chỉ khiến lù choáng váng đôi chút. Ngay sau đó, cậu còn đứng dậy và đấm gục Kaido. Khi ông ta chiến đấu nghiêm túc thì Luffy vẫn đả thương sinh vật mạnh nhất thế giới như thường. Tuy nhiên, chỉ mỗi Luffy mạnh lên thì chưa đủ, cậu cần các đồng đội phải cùng mạnh mẽ hơn. Và cánh tay phải của Luffy không ai khác chính là Zoro. Ở chap mới, anh đầu rêu cũng có pha thể hiện siêu ngầu, thậm chí trong vô thức còn bộc lộ ra cả Haki Báo Vương trong đòn đánh. Công bằng mà nói thì điều này ngay cả Luffy cũng còn chưa làm được, cậu chỉ mới vừa nhận ra thông qua cây trì của Kaido. Vậy mà Zoro có thể sử dụng được các tấn công giống như một tứ hoàng, dù bản thân anh cũng chưa ý thức được tiềm năng của bản thân. Nhưng Zoro hoàn toàn xứng đáng là chỉ huy số 1 của hạm đội mũ rơm, chỉ đứng sau ngũ hoàng Luffy. Với sức mạnh hiện tại, liệu Zoro có thể vượt qua các chỉ huy của những tứ hoàng khác hay không? Hôm nay, Chuyện Tổng Hợp sẽ cùng anh em xếp hạng sức mạnh của các chỉ huy dưới trướng của ngũ hoàng hải tặc tân thế giới. Lưu ý, danh sách này hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân của mình, nó không đại diện cho bất kỳ ai. Đây là một chủ đề mở, anh em có thể thoải mái đưa ra ý kiến của bản thân. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận dưới phần comment, nhưng trên tinh thần văn minh, không thỏa mạ những ý kiến trái ngược với mình nhé. Còn bây giờ sẽ là top các chỉ huy mạnh nhất theo xếp hạng của mình. 6. King Hỏa Hoạn. King là nhân vật đứng đầu bộ ba thảm họa của bang Bách Thú, là cánh tay đắc lực nhất của Tứ Hoàng Kaido. Chưa bàn tới sức mạnh, ở King là sự quyết đoán, đầu óc mà bất kỳ một chỉ huy cấp cao nào cũng cần phải có. Bằng những gì đã thể hiện, từ chỗ mượn danh Kaido để triệu tập Tobi Roppo tới việc một mình gánh vác trận chiến, khi Kaido bỏ mặc tất cả để lên mái vòm quyết đấu Cửu Hồng Bao, rồi tới lượt năm siêu tân tinh, lúc này King trở thành tổng chỉ huy của băng Bách Thú. Dưới sự lãnh đạo của hắn, tình hình đã được kiểm soát. Nếu như không có sự tham gia bất ngờ của Marco, chắc phe Samurai đã bị King quét sạch. Nó cho thấy hắn quá xứng đáng là chỉ huy số 1 của Kaido. Nhưng đấy là trên chiến trường, còn trong một trận đấu tay đôi thì sao? King sở hữu một thể chất cũng như sức mạnh vật lý vô cùng đáng gờm. Khi mọi phương án ngăn chặn con tàu của băng Big Mom đều thất bại, thì đích thân hắn đã ra tay. Chỉ mình King là đủ để biến Tứ Hoàng Big Mom thành trò hề bằng cách sút bay con tàu xuống dưới chân thác. Pha xử lý đó đã làm Big Mom bị lạc các con, mất trí nhớ rồi trở thành pet của chủ tịch. Đây là màn debut không thể ấn tượng hơn của King Hỏa Hoạn. Hắn sở hữu trái ác quỷ John cổ đại Ryurinomi Model Pteranodon. Nó giúp King có một khả năng hiếm trong One Piece, đó là bay. Nhờ vậy mà hắn có thể tự mình ngăn chặn sự xâm nhập của Big Mom. Lúc thấy King hành động, phải cũng chẳng trách hắn khi dám lấy danh nghĩa của ông ta để ra lệnh cho Tobi Roppo, chứng tỏ King nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của Kaido và phần lớn dựa vào đầu óc cũng như sức mạnh của hắn. Như bất kỳ Zoan user nào khác, King chuyên về cận chiến, nhưng hắn cũng có thêm kỹ năng đặc biệt khi đánh tầm xa nhờ vào ngọn lửa sau lưng. Có lẽ đây là một dạng thể chất đặc biệt tới từ chủng tộc hiếm của King. Hắn có thể bay ngay cả khi không biến hình. Ngoài ra, nhờ ngọn lửa sau lưng, King dễ dàng bắn rụng mấy con cá đang kéo tàu cho Big Mom, cũng như tấn công Marco ở chapter 1005. Nhưng King mạnh nhất dĩ nhiên vẫn là cận chiến nhờ sức chịu đựng cũng như khả năng hồi phục đáng sợ mà Zoan cổ đại mang lại. Cứ nhìn vào Jack hạn hán, ta sẽ tưởng tượng ra được tốc độ phục hồi của King. Chắc chắn nó còn ghê gớm hơn Jack. Nhưng King cũng không phải kẻ chỉ biết dựa vào trái quỷ, hắn còn là một kiếm sĩ có hạn. Ở chapter 1006, khi bị King chém rụng một cánh, ta thấy Marco vẫn mọc lại cánh tay mới, mà còn đánh bay cả hai của Okanban. Thế nhưng anh không thể hóa cánh tay bị King chém thành cánh phượng hoàng ngay được, mà tấn công Queen với một cánh và một tay. Rõ ràng kiếm thuật và haki vũ trang của King Hỏa Hoạn rất đáng gờm, nó khiến phượng hoàng Marco mất nhiều thời gian hơn mới khôi phục lại được. Có lẽ cậy thể lực trâu bò và hồi phục nhanh, những kẻ ăn doan cổ đại của băng Bách Thú không quá chú trọng haki quan sát, bởi dù sao cũng đánh cận chiến. Vì lẽ đó nên King mãi mới phát hiện ra Shinobu ở chapter 988, cũng như bất lực để cho Sanji giải thoát Momonosuke. Rõ ràng haki quan sát của King rất tầm thường, nhưng haki vũ trang của hắn lại là câu chuyện khác. Hiện chưa rõ King có sở hữu haki báo vương hay không, và hắn cũng chưa tung hết sức nên mình chỉ để King ở vị trí cuối cùng này. Mà theo mình thì thời điểm hiện tại, nếu solo thì những người sau đây đều có khả năng đánh bại King. 5. Charlotte Katakuri. Người tiếp theo là người con mạnh nhất của Tứ Hoàng Big Mom, anh trai quốc dân Katakuri.
là người mạnh nhất trong bộ ba tư lệnh ngọt. Katakuri sở hữu đầy đủ tố chất làm nên một thủ lĩnh, từ sự bình tĩnh, đầu óc phán đoán nhanh nhạy, sự cẩn trọng cho tới cả Haki Báo Vương. Nhưng ở Katakuri có một điểm khiến ngay cả kẻ thù cũng phải tôn trọng anh, đó là tinh thần chiến đấu fair play. Anh từ chối giành chiến thắng một cách thiếu công bằng dù đã có cơ hội kết liễu Luffy. Nếu đổi lại là King, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Chính vì vậy Katakuri mới có nhiều fan, dù anh thuộc phe phản diện, đối đầu với nhân vật chính. Sau đó Katakuri đã ăn trái quỷ Mochimochi no Mi thuộc hệ Paramecia đặc biệt, mang tới cho người dùng khả năng tạo ra, điều khiển và biến cơ thể mình thành Mochi theo như ý muốn. Mặc dù đây là một trái quỷ có tính linh hoạt cực cao, nhưng đó không phải là thứ khiến Katakuri trở thành tư lệnh ngọt mạnh nhất. Chính khả năng sử dụng Haki quan sát tới mức thấu thị tương lai mới là thứ làm Katakuri trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhờ khả năng phân tách cơ thể như hệ Lugia, cộng thêm việc thấy trước tương lai gần, Katakuri dễ dàng tránh mọi đòn tấn công của đối thủ. Luffy từng suýt thua bởi năng lực này, nếu không phải con đẻ của Oda thì lù toang là cái chắc. Ngay cả Haki vũ trang của Katakuri cũng ăn đứt, dù anh ta không có Haki vũ trang cấp cao, nhưng khi đấm nhau chỉ có Luffy bị đau. Còn về Haki Báo Vương, có thể nói Lu và Katakuri ngang nhau, anh ta thua ở chỗ không có Haki nhân vật chính. Nói về nhược điểm lớn nhất của Katakuri, có lẽ là sức chịu đựng. Đúng là thể chất anh ta rất mạnh mẽ, rất nhanh nhẹn, nhưng do hiếm khi nào bị đánh trúng, đâm ra khả năng chịu đòn kém hơn hẳn Luffy. Luffy ăn hành từ đầu đến cuối, trong khi Katakuri chỉ bị đập ở nửa sau của cuộc chiến, nhưng anh vẫn gục cùng lúc với Luffy. Mà đây lại là ưu điểm lớn nhất của King, do hắn sở hữu doan cổ đại, thêm một lợi thế nữa là King biết bay, còn Katakuri thì không. Tuy nhiên khi đánh nhau thì Katakuri có thể dùng năng lực thức tỉnh của mình biến môi trường xung quanh trở thành Mochi. Lúc ấy khả năng bay lượn của King sẽ bị hạn chế. Tiếp theo là Haki Báo Vương, cả hai đều không biết cách búp nó lên đòn đánh nên chẳng quan trọng là King có hay là không. Nếu so Kata và King, chúng ta chỉ so khả năng chống chịu, Haki vũ trang và quan sát. Như đã nói ở trên, King chịu đựng và phục hồi tốt hơn, tuy nhiên Katakuri lại khó bị đánh trúng do anh hơn hẳn ở Haki quan sát. King không làm thế nào đả thương Mako được thì tình trạng tương tự cũng sẽ xảy ra khi hắn gặp Katakuri. Với Haki quan sát mạnh mẽ của mình, anh hoàn toàn có thể né tránh và phản công King một cách bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay. Nếu trận chiến kéo dài càng lâu thì khả năng Katakuri chiến thắng càng lớn vì mức độ dẻo dai và trí thông minh của tư lệnh ngọt này. Dù bạn có Haki vũ trang hay sức bền mạnh đến mấy mà chỉ có bạn trúng đòn còn đối thủ lại không, thì bạn vẫn thua mà thôi. Đây là lý do mình đánh giá Katakuri cao hơn King, thậm chí trong một cuộc chiến tổng lực, mình cũng tin bằng Big Mom sẽ thắng bằng bách thú. 4. Rozo Noa Zoro. Vị trí tiếp theo thuộc về kiếm sĩ băng mũ rơm, cánh tay phải của ngũ hoàng Monkey D. Luffy. Với những gì đã thể hiện, Zoro hoàn toàn có thể xếp trên cả những King hay Katakuri. Nếu xét Haki quan sát, Zoro chắc chỉ ngang ngửa King và dĩ nhiên không thể so sánh với Katakuri. Tuy nhiên anh lại sở hữu kiếm thuật cũng như Haki vũ trang vô cùng mạnh mẽ. Kiểu hồng bao có thể chém toác người Kaido, Zoro cũng làm được. Tuy nhiên mọi vết thương mà Ryo của kiểu hồng bao gây ra đều đã biến mất, chỉ riêng nhát chém mới đây của Zoro là khác bọt. Chính miệng Kaido nhận định nó sẽ để lại sẹo cho ông ta. Kaido không thể phục hồi nổi sau khi bị Zoro chém, tương tự vết thương Oden gây ra. Lý do nằm ở Haki Báo Vương, khi bị dồn tới giới hạn, Zoro vô tình bộc phát nó trong đường kiếm và tới giờ thì ta biết Haki Báo Vương không phải chỉ để làm bất tỉnh bọn lính lác. Oden năm xưa rõ ràng cũng búp Haki Báo Vương lên thanh kiếm và Ryo của ông cũng mạnh hơn Zoro bây giờ, nên vết sẹo của Kaido mới lớn đến vậy. Nhưng Oden ở một đẳng cấp khác so với các chỉ huy, cho nên việc Zoro làm được điều tương tự chứng tỏ tiềm năng của anh lớn đến cỡ nào. Đến Kaido còn chẳng hồi phục được thì đương nhiên King cũng gặp rắc rối to nếu bị Zoro chém trúng. Có thể Oda cho Zoro tạm lui xuống nghỉ là để anh có cơ hội luyện tập thứ sức mạnh anh vừa mới đánh thức. Còn đối thủ của Zoro không ai khác ngoài King, anh sẽ dùng Haki vũ trang và Haki báo vương chém gục con thằn lằn bay đó để kiểm soát sức mạnh của mình tốt hơn rồi quay lại chém Kaido sau. Mako cũng thấm mệt rồi, anh đánh Queen cũng được, để King lại cho Zoro. Còn Katakuri, anh ta rất khó bị đánh trúng, nhưng nếu trúng thì lại gục nhanh hơn King vì không châu bò bằng hắn. Ví dụ chiêu hắc thằng Đại Long Quyền, nó lớn ngang với vòi rồng của Kaido, cắt xuyên được qua lớp vảy rồng của ông ta. Mình nghĩ dù phân tách thì Katakuri cũng không né hết được, và Kaido còn chứng minh rằng Luffy thấy trước tương lai thì vẫn có thể bị ông ta đánh trúng, cho nên Zoro hoàn toàn có thể chém trúng Katakuri kể cả lúc anh ta bình tĩnh nhất. 3. Phượng Hoàng Mako. Vị trí số 3 thuộc về người con mạnh nhất của người đàn ông mạnh nhất thế giới, Phượng Hoàng Mako.
Mình đã có hẳn một video nói riêng với anh đầu dứa nên sẽ không cần nhắc lại quá nhiều nữa. Trận chiến trong sảnh ca mối nhạc đã chứng minh một điều là dù vai vế ngang nhau nhưng năng lực khác nhau sẽ dẫn đến khả năng chiến đấu cũng như sức mạnh khác nhau. King hay Katakuri có thể chỉ một chín một tái nhưng Marco lại ở đẳng cấp khác. Anh hoàn toàn vượt trội so với hai Okanban mạnh nhất bằng bách thú. May cho hắn là cả hắn và Queen đều ăn doan cổ đại nên mới trụ được lâu như vậy. Chúng cũng hồi phục nhanh chóng để khiến Marco mệt mỏi. Nhưng Katakuri sẽ không may mắn như vậy. Việc anh ta phân tách để né tránh cũng như anh ta đấm vào Marco vậy, Katakuri chẳng thể nào đả thương Marco với Haki vũ trang chỉ dừng ở mức cơ bản. Còn Marco lại khác, những quả cầu lửa to đùng mà anh bắn vào cổ Queen hay thẳng vào người King để gây sát thương nhờ sóng xung kích. Chắc chắn là Katakuri không thể tránh được phạm vi sát thương rộng như vậy, lại là dạng sóng xung kích, anh ta sẽ dính đòn ngay lập tức. Hai kẻ ăn doan cổ đại còn ngã up ngã down thì Katakuri sẽ thua đứt đuôi trước Marco trong một trận đấu tay đôi. Sức mạnh của Marco là lý do băng dâu trắng bá đạo nhất thế giới khiến Kaido hay Big Mom sợ một phép, bởi bố già vốn đã mạnh hơn các tứ hoàng còn lại mà con ông thì ăn đứt bọn chỉ huy bên kia, bảo sao nhắc tới băng dâu trắng ai cũng phải nhăn mặt. Còn với Zoro, với việc chém Kaido không thể phục hồi, mình tin anh cũng làm bị thương được Marco. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc sinh tử Zoro mới bộc phát nó, ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được, vì vậy mình vẫn để Marco ở trên Zoro. Nói gì thì nói, anh đầu dứa đã đạt đỉnh cao và kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn hẳn. Đây là yếu tố quan trọng giúp Marco nhỉnh hơn, còn hiện tại mình vẫn nghĩ Marco sẽ thắng nếu bỏ qua Haki con cưng của Zoro. 2. Shiryu Mưa. Xếp ở vị trí thứ 2 là đối thủ tương lai của Zoro, kiếm sĩ thuyền trưởng Titanic số 2 băng dâu đen Shiryu Mưa. Để nhận xét về sức mạnh của hắn chắc phải thông qua vua ỉa chảy Majin Lăng. Một mình Majin Lăng cũng đủ làm thịt cả băng dâu đen lúc ở Impel Down, may mà Shiryu đem thuốc dài tới, không chúng đã chết hết rồi. Lúc truy đuổi nhóm tù nhân vượt ngục, hết Ivankov rồi tới Inazuma xông ra chặn, nhưng đều bị Majin Lăng hạ gục nhanh chóng, kinh khủng hơn là ông ta chưa hề bị thương. Jinbei cũng khuyên cáo nên tránh, không được đối đầu với Majin Lăng, kể cả Crocodile thuộc hệ Logia còn phải sợ vài phần. Thời điểm đó có cảm giác Majin Lăng dư sức giết sạch cả đám tù nhân, ông ta trông như một đô đốc đánh với đám siêu tân tinh vậy. Trước time skip thì Ivankov chắc chắn mạnh hơn các siêu tân tinh, những hợp sức với Inazuma rồi Luffy với Mr. Three, tất cả đều bại trận. Còn đây là những gì Ivankov nói về Majin Lăng và Shiryu. Nhà tù này từng là nhà của một người, có lẽ là rất quan trọng với tên đó. Người biết ai không? Chỉ huy của bọn cai ngục Impel Down, Shiryu Mưa. Sức mạnh của hắn có thể sánh được với tên trưởng ngục Majin Lăng. Vì Majin Lăng rất ít khi làm việc nên tên đó mới là kẻ nguy hiểm hơn. Mạnh như Majin Lăng sao? Đây chính là hai nhân vật cấp cao khiến nhà ngục này là bất khả xâm phạm. Khi nghe Ivankov nói Shiryu mạnh ngang Majin Lăng, Bon Clay đã cực sốc bởi anh ta mới chứng kiến Majin Lăng bón hành cho Luffy xong. Lúc ấy nếu thêm tên Shiryu nữa thì họ chết chắc. Và thực tế là Majin Lăng cũng phải nhờ tới Shiryu khi tình hình trở nên mất kiểm soát. Từng là cựu ngục trưởng Impel Down, do quá tàn bạo nên bị cách chức và bắt nhốt vào tầng 6, Shiryu sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Chắc chắn hắn là một kiếm sĩ bậc thầy cả về kiếm thuật lẫn Haki, hứa hẹn sẽ là đối thủ khó nhằn của Zoro. Nhờ được Shiryu giúp sức mà Zoro đen mới hạ được Majin Lăng, đánh ông ta thập tử nhất sinh, giải phóng cho bọn tù nhân nguy hiểm nhất dưới tầng 6, cho thấy Shiryu vốn dĩ đã mạnh nhất hạm đội của Zoro đen rồi. Trường hợp này rất giống Oden và Marco, dù là đội trưởng đội 2 nhưng Oden mạnh hơn hẳn anh đầu dứa. Và Shiryu cũng có thể chấp 2-3 tên Jesus Burgess. Nhưng có vẻ Oda cảm thấy chưa đủ, bác tiếp tục búp cho Shiryu thêm trái quỷ của Absalom. Nhưng năng lực Suke Nomi bá đạo thế nào thì hãy xem cách Absalom đột nhập căn cứ băng Kid rồi lấy được thông tin Kid, Apo, Hawkins liên minh sẽ rõ. Tại đây còn có cả Killer, bốn tên thuộc thế hệ tồi tệ nhất này đều có khả năng sử dụng Haki quan sát mà Absalom không thể so sánh với Shiryu nên chưa chắc Haki quan sát đã phát hiện ra được người ăn trái Suke. Ở chapter 925, Shiryu còn nói: "Ta đã có được một năng lực hữu ích." Shiryu không ngu ngốc đến mức tự làm mình yếu đi. Khi Haki quan sát nhan nhản tại tân thế giới, bây giờ đánh boss phải có Haki cao cấp, thế mà Oda lại búp cho Shiryu khả năng tàng hình. Có thể đây là cách Oda tuyên chiến với chính sức mạnh mà mình tạo ra, một thứ sức mạnh giúp Shiryu chống lại cả những kẻ có Haki đẳng cấp cao. Không chừng trong trận chiến với băng tóc đỏ, ta sẽ thấy một kiếm sĩ thoát ẩn thoát hiện, tiếp cận và tấn công đối thủ một cách vô hình. Ở một mức độ nào đó, Haki quan sát sẽ vô dụng với Shiryu, giống như các đại cao thủ Dragon Ball, có thể giấu khí khiến bản thân không bị địch phát hiện. Còn ở One Piece, trước khi Shiryu lộ ra Haki hay sát khí khi tấn công, sẽ chẳng ai phát hiện ra hắn ta. Bởi Absalom không hề mạnh, hắn tồn tại được ở tân thế giới, ra vào đại bản doanh của những hải tặc thành thục Haki mà không mất một cọng tóc.
chứng tỏ nếu không lộ sát khí sẽ không cảm nhận được người tàng hình. Shiryu là một kiếm sĩ bậc thầy và giờ hắn trở thành kiếm sĩ vô hình, có thể tạo ra những chiêu vô ảnh kiếm vừa nhanh vừa mạnh, đúng chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh. Zoro sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn vượt qua được Shiryu. Oda đã tạo sẵn con boss cho Zoro để anh chạm tới đẳng cấp của Mihawk. Cỡ kinh và Katakuri muốn đánh trúng Shiryu cũng như lúc họ đánh Marco vậy, cực kỳ khó. Tương tự là anh đầu dứa, mình nghĩ Shiryu sẽ chém trúng anh nhiều hơn là bị anh đánh. Dù ban đầu Marco phục hồi được thì về lâu về dài Shiryu vẫn sẽ thắng. Thậm chí mình còn tin rằng hắn đang ở rất gần trình độ của một đô đốc hải quân và hoàn toàn xứng đáng với vị trí số 2. 1. Ben Beckman. Đâu bằng không thể là ai khác ngoài thuyền phó băng hải tặc tóc đỏ, cánh tay phải của tứ hoàng xanh tóc đỏ. Trước đây Oda có tiết lộ Ben Beckman là người thông minh nhất Biển Đông và ông mạnh đến nỗi có thể một mình đánh lại cả đô đốc hải quân. Ben Beckman rất mạnh trong chiến đấu vật lý. Trong VIP Breakout Data Book tập 1, Oda có ghi rằng sức mạnh vật lý của Ben Beckman có thể sánh với cả tóc đỏ. Chúng ta có thể hiểu thể chất cũng như haki vũ trang của ông là như tứ hoàng. Có lẽ Ben Beckman chỉ thua ở chỗ ông không dùng được haki báo vương cấp cao giống Kaido và Luffy mới đây. Còn lại, ông chấp hết. Mà như mình phân tích trước đó, haki báo vương đẳng cấp cao chính là thứ làm nên sự khác biệt giữa tứ hoàng và một đô đốc. Cho nên có lẽ Ben Beckman mạnh ngang với đô đốc trong một cuộc chiến tay đôi. Ông đủ khả năng hạ gục Kizaru hoặc Fujitora. Ngược lại, nếu bất cẩn thì Ben Beckman cũng có khả năng thua bởi thực lực của họ ngang nhau. Nhưng chắc chắn Ben Beckman là chỉ huy mạnh nhất trong các chỉ huy của ngũ hoàng. Có thể Lù phải vượt qua ông nhờ lĩnh hội được haki báo vương cao cấp. Còn những Zoro, Marco hay Shiryu đều chưa thể sánh bằng. Đó là bảng xếp hạng những chỉ huy mạnh nhất của mình. Còn ý kiến của anh em thì sao? Hãy comment cho mình biết nhé. Và nếu anh em thấy hay, đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.